thêm tối đa 4,6 năm trên tổng số 10 năm khỏe mạnh. Còn nếu mà mất đi thính giác thì họ có thể chấp nhận sống thêm lên tới 6,8 năm trên tổng số 10 năm khỏe mạnh. Và như vậy chúng ta thấy là thị giác là một cái giác quan rất là quan trọng của con người. Và do vậy là trong cái đại dịch COVID-19 này thì cái vấn đề về chăm sóc sức khỏe thị giác là một cái vấn đề vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta nhớ về bác sĩ Lý Văn Lượng là người đầu tiên cảnh báo thế giới về dịch COVID. Và khi anh lên tiếng về cái chủng mới của con virus này thì rất ít người để ý lắng nghe. Và sau đấy thì cuối cùng là nó đã bùng phát thành một đại dịch, và chính bản thân anh thì cũng đã mất vì con virus này. Và sau đấy thì bác sĩ Lý Văn Lượng đã được truy phong là liệt sĩ ở Trung Quốc. Và một điều rất là quan trọng đấy là bác sĩ Lý Văn Lượng chính là một bác sĩ chuyên khoa mắt. Và chúng ta thấy là rõ ràng là mắt là một cái cửa ngõ quan trọng và có thể là một cái khu vực phơi nhiễm rất là nhiều với COVID. Thì trong cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về ba vấn đề. Thứ nhất là các tổn thương trực tiếp tại mắt của COVID. Thứ hai là các cái ảnh hưởng lên mắt hay là các tác dụng phụ của vaccine COVID. Và thứ ba là cái tác động của đại dịch COVID lên hệ thống chăm sóc mắt. Bề mặt nhãn cầu là một cái phức hợp gồm có nhiều thành phần. Chúng ta thấy ở đây là nó có giác mạc, nó có kết mạc, nó có lớp phim nước mắt, có mi mắt, và trong đấy bản thân lớp phim nước mắt nó cũng có nhiều cái lớp khác nhau. Và đây là cái vùng mà tiếp xúc trực tiếp với không khí và môi trường xung quanh. Vì thế nên người ta đặt một cái giả thiết là đây chính là cái cửa, đây có thể là một trong những cái cửa ngõ để COVID xâm nhập vào cơ thể người. Thì trong các cái báo cáo trong y văn thì người ta đã ghi nhận là có trường hợp mắc COVID và kèm theo biểu hiện của viêm kết mạc. Tuy nhiên là cái biểu hiện viêm kết mạc này thì không thực sự là phổ biến ở trong COVID, và người ta giả thiết về một cái con đường sinh lý bệnh giữa cái việc mà nhiễm COVID biểu hiện tại mắt và hoặc là lây nhiễm COVID qua con đường ở bề mặt nhãn cầu mà đi vào cơ thể. Thì cái này nó thông qua cái sự liên kết xuyên qua cái sự kết nối trực tiếp giữa cái niêm mạc kết mạc và niêm mạc mũi qua hệ thống lệ. Và người ta đã thực hiện các cái nghiên cứu để tìm cái dấu vết của con COVID này ở trong các cái bệnh phẩm bề mặt nhãn cầu. Thì cũng có trường hợp người ta phân lập được COVID SARS-CoV-2, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp khác là người ta không tìm được dấu ấn của SARS-CoV-2 trong các cái bệnh phẩm bề mặt nhãn cầu. Và như vậy thì về cái giả thiết lây truyền hoặc là nhiễm qua cái đường bề mặt nhãn cầu thì cần thêm các cái bằng chứng khoa học khác để có thể kết luận về vấn đề này, và từ đấy thay đổi về cái thực hành. Bệnh nhân bị COVID thì có thể có một số cái triệu chứng về cơ năng ở tại mắt. Trong đấy phổ biến nhất là cái nhóm các cái triệu chứng về khô mắt, về cảm giác đau ở mắt, da rử mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt. Và tiếp theo đó là cái nhóm về biểu hiện của mi mắt. Ở đây gồm có cương tụ ở mi mắt, có những cái rử đọng ở mi mắt và có các cái bất thường của tuyến Meibomius. Đây là một trường hợp bệnh nhân nam 30 tuổi. Bệnh nhân này là có biểu hiện đỏ mắt 13 ngày sau khi nhiễm COVID nhẹ, và giai đoạn cấp thì bệnh nhân đã được phát hiện là có viêm kết mạc nhú gai, và sau 17 ngày điều trị thì cái tình hình viêm kết mạc nó đã giảm dần, và đến 19 ngày thì gần như là không còn biểu hiện của viêm kết mạc và cái bề mặt nhãn cầu nó quay trở về trạng thái bình thường. Đây là một trường hợp bệnh nhân nam 52 tuổi. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định với COVID sau 10 ngày thì bắt đầu xuất hiện nhìn mờ. Và trên ảnh chụp đáy mắt thì phát hiện bệnh nhân có biểu hiện xuất huyết và tắc tĩnh mạch nửa dưới và tắc nhánh động mạch nửa trên võng mạc của mắt bên trái. Và trên cái phim chụp huỳnh quang thì có biểu hiện của giò và ngấm fluorescein xen kẽ với những cái vùng không ngấm thuốc. Và trên cái phim chụp cắt lớp võng mạc thì bệnh nhân có phù hoàng điểm rạng nang. Ở đây là một trong những cái trường hợp mà có sự liên quan với COVID mà có biểu hiện của viêm của tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc. Một trường hợp khác là bệnh nhân nữ 32 tuổi có tiền sử tăng huyết áp và nhiễm COVID, và bệnh nhân đột ngột xuất hiện nhìn mờ. Thì ở trên cái hình ảnh chụp đáy mắt của bệnh nhân thì thấy có phối hợp của hai cái dạng tổn thương là vừa tắc động mạch trung tâm và vừa tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc. Và trên phim chụp cắt lớp thì có hình ảnh của bong võng mạc thanh dịch ở tại vùng hoàng điểm. Một bệnh nhân nam 52 tuổi chẩn đoán xác định
Bệnh nhân nữ 28 tuổi sau khi nhiễm COVID nhẹ 7 ngày thì có biểu hiện nhìn mờ và trên phim chụp thì phát hiện bệnh nhân có viêm võng mạc thần kinh, có bong thanh dịch vùng hoàng điểm và sau 1 tháng bệnh nhân được điều trị bằng corticoid đường uống đường tra và humatropin đường tra. Thì cái hình ảnh bên cạnh, hình ảnh C là cho thấy là các cái biểu hiện của viêm xuất tiết đã rút đi và thị lực của bệnh nhân quay về bình thường. Bệnh nhân nam 40 tuổi xuất hiện nhìn mờ ở mắt trái 6 tuần sau bị nhiễm COVID nhẹ. Ở trên lâm sàng thì phát hiện bệnh nhân có viêm gai thị, có hình ảnh của tắc tĩnh mạch với biểu hiện của giãn tĩnh mạch ngoằn ngoèo, xuất huyết và xuất tiết ở võng mạc. Trên phim chụp huỳnh quang thì có giò và ngấm thuốc ở thì muộn. Ở trên phim chụp cắt lớp thì có dịch dưới võng mạc và ở trên thị trường thì bệnh nhân xuất hiện ám điểm trung tâm và có sự mở rộng của điểm mù. Bệnh nhân nữ 34 tuổi nhìn mờ từ từ tăng dần kèm theo đau nhức khi liếc mắt trong vòng 1 tuần. Và trước cái đợt biểu hiện đó thì trong vòng 3 tuần là bệnh nhân đã từng cơn có những cái đã có từng cái cơn mà đau nhức nhìn mờ như vậy lặp đi lặp lại. Và bệnh nhân bị nhiễm COVID 5 tuần trước khi có các biểu hiện ở tại mắt và bệnh nhân được xác định là có viêm thị thần kinh hai mắt không điển hình. Đây là một trường hợp bệnh nhân xuất hiện liệt dây 6 sau nhiễm COVID, bệnh nhân đi khám vì có song thị và trên lâm sàng thì phát hiện bệnh nhân có liệt dây 6 bên phải và biểu hiện bằng cái việc là bệnh nhân hạn chế vận nhãn ở bên phải nhìn ra ngoài và song thị. Một trường hợp khác ở trẻ em là viêm tuyến lệ sau khi nhiễm COVID, chúng ta thấy là ở cái phần mi trên ở vị trí của tuyến lệ ở mắt bên trái là sưng đỏ và biểu hiện của viêm tuyến lệ rõ ràng. Bệnh nhân nam 61 tuổi có tiền sử đái tháo đường và 17 ngày sau khi nhiễm COVID nặng được điều trị bằng corticoid thì bệnh nhân có biểu hiện của phù nề tổ chức hốc mắt, sụp mi liện vật nhãn, cương tụ và phù nề kết mạc. Và cái bệnh cảnh lâm sàng này thì nó phù hợp với một cái dạng tổn thương nó gọi là mucormycosis hay dịch ra trong các cái tài liệu tiếng Việt nó gọi là nấm đen. Cái tổn thương này thì nó ảnh hưởng tới hốc mắt, tới trong sọ và tới cả các cái cấu trúc xoang liền kề hốc mắt. Và theo dòng thời gian thì mỗi một cái giai đoạn nhiễm COVID khác nhau thì nó có thể có các cái biểu hiện khác nhau. Ở giai đoạn cấp thì bệnh nhân có thể có viêm kết mạc nhú gai, có thể có viêm kết giác mạc, có thể có viêm thượng củng mạc. Giai đoạn trước khi nhiễm COVID đến giai đoạn cấp thì có các biểu hiện khác của viêm tắc mạch, ví dụ như là hoại tử võng mạc, viêm thị thần kinh, hội chứng Miller Fisher, liệt dây thần kinh sọ, viêm tuyến lệ, viêm tổ chức hốc mắt. Đến giai đoạn bán cấp thì xuất hiện thêm các cái dấu hiệu như là cái tổn thương mucormycosis hoặc là tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc hoặc là viêm dịch kính hoặc là tác động mạch trung tâm võng mạc. Và cái giai đoạn muộn thì là các cái dấu hiệu của viêm bờ mi, của viêm gai thị tĩnh mạch và của viêm dịch kính. COVID thì để thực hiện giãn cách xã hội thì người lớn và trẻ em phải làm việc và học tập ở nhà. Thì trong đấy thì nó nổi cộm lên một cái vấn đề là học online của trẻ em từ cấp 1 đến cấp 3. Và do cái việc là ở nhà học online quá lâu nên là trẻ xuất hiện những cái vấn đề về thị giác. Và cái đại dịch này đã ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe thị giác của trẻ em. Và người ta thống kê được là có một số cái nhóm vấn đề về thị giác của trẻ em ở đây gồm có khô mắt, mỏi điều tiết, cận thị tiến triển và lắc trong do điều tiết. Cái vấn đề khô mắt này là do khi mà học hoặc là làm việc với máy tính hoặc máy tính bảng thì do quá tập trung nên là trẻ hoặc là kể cả người lớn cũng quên không chớp mắt và dẫn tới cái vấn đề của khô mắt. Mỏi điều tiết là do khi nhìn gần quá lâu và làm cho mắt ở trong trạng thái căng cứng, nhìn mờ và rất là khó chịu. Và cận thị tiến triển là do cái áp lực nhìn gần rồi sinh hoạt trong một môi trường chật hẹp quá lâu dẫn tới việc là trẻ bị tăng số kính. Và lắc trong do điều tiết cũng liên quan tới việc nhìn gần. Ở những cái trẻ mà có vấn đề của tật khúc xạ, viễn thị và nhìn gần nhiều thì có thể dẫn tới là lắc trong của điều tiết. Như vậy chúng ta thấy là cái vấn đề học online là nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sức khỏe thị giác của trẻ em. Sau tiêm vaccine thì trong Ivan có ghi nhận hàng loạt các cái biến chứng khác nhau ở tại mắt. Ở đây phổ biến nhất là cái biến chứng liệt mặt là có 29 ca. Tiếp theo là huyết khối ở xoang tĩnh mạch trung tâm, huyết khối ở xoang tĩnh mạch não.
viêm màng bộ đào trước, bệnh lý của thần kinh võng mạc hoàng điểm, rồi thải ghép mảnh ghép giác mạc, viêm củng mạc, viêm màng bộ đào toàn bộ và viêm màng bộ đào sau. Ngoài ra thì có một số cái báo cáo khác giải rác ghi nhận các cái biến chứng của bệnh hóc võng mạc trung tâm thanh dịch, hội chứng Vodkoyanagi Harada, tắc tĩnh mạch võng mạc, viêm thượng củng mạc và một số các cái tổn thương khác ở tại mắt. Về mặt vĩ mô thì chúng ta thấy là mắt nó cũng có những cái bệnh mạn tính giống như các bệnh mạn tính khác của cơ thể, ví dụ như là đái tháo đường, tăng huyết áp. Và do cái giãn cách xã hội nên là rất nhiều người bị các cái bệnh mắt mạn tính không thể đến được bệnh viện. Và cái điều này nó đã làm trì hoãn cái quá trình theo dõi, quản lý và chăm sóc các cái bệnh mạn tính ở tại mắt, và dẫn tới cái hậu quả là nhiều người bệnh không được điều trị. Trong đấy ở đây nổi trội lên là cái vấn đề về điều trị cái biến chứng võng mạc của đái tháo đường. Theo một cái nghiên cứu ở đây thì người ta đã thấy là cái tỷ lệ mà được tiêm và được chăm sóc về cái biến chứng võng mạc của đái tháo đường là nó giảm từ 30 cho tới thậm chí là 100%. Như vậy là trong suốt cả từng ấy cái tháng giãn cách, từng ấy cái năm của đại dịch là người bệnh không được tiêm, không được điều trị. Và cái này nó dẫn tới những cái biến chứng rất là trầm trọng ở tại mắt và bệnh nhân có thể mất thị lực. Một cái vấn đề khác cũng rất là quan trọng đấy chính là điều trị ung thư ở tại mắt. Đây là một cái ví dụ về cái nghiên cứu để chăm sóc về bệnh nhân ung thư ở tại mắt ở Vương quốc Anh. Thì người ta thấy là ngay cả một cái nước mà giàu có và nhiều nguồn lực như Vương quốc Anh thì trong cái thời kỳ đại dịch nó vẫn có những cái sự trì hoãn nhất định trong cái việc chuyển tuyến những cái bệnh nhân mà được chẩn đoán có ung thư ở tại mắt. Và cái điều này thì nó đã làm gia tăng cái tỷ lệ bỏ nhãn cầu và gia tăng cái tỷ lệ phải thực hiện những cái can thiệp khó và phức tạp so với cái thời kỳ trước đại dịch. Và chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của đại dịch lên việc mà chăm sóc các cái bệnh lý mạn tính ở tại mắt là rất là ghê gớm. Và trong cái khó khăn đó thì nhân loại phải tìm ra những cái giải pháp để ứng phó, và một trong cái số đó chính là việc chúng ta phải thực hiện chuyển đổi số trong chăm sóc y tế, và ngành mắt thì cũng không phải là ngoại lệ. Và trên thế giới thì người ta đã rất may mắn cho ngành mắt là các cái tổn thương có thể ghi hình hoặc quay video được. Vì thế nên là người ta đã thực hiện rất nhiều các nghiên cứu khác nhau mà ghi lại các cái tổn thương và tiến hành hội chẩn để thực hiện làm telemedicine giống như chúng ta đang làm ở đây. Và những cái kết quả mà khi người ta hội chẩn để giám sát cũng như là để tư vấn điều trị cho các cái bệnh lý mắt này thì rất là khả quan. Ở đây có các cái nhóm bệnh lý của bán phần sau, bán phần trước, bệnh lý võng mạc đái tháo đường, bệnh lý thoái hóa điểm tuổi già, bệnh lý võng mạc trẻ đẻ non, rồi kể cả glaucoma là một cái bệnh mà đòi hỏi là phải đo nhãn áp thường xuyên, thì người ta cũng đã có một cái giải pháp là người ta phát cho bệnh nhân một cái thiết bị để tự theo dõi nhãn áp ở nhà, và các cái thông số đo nhãn áp sẽ được truyền tới bệnh viện, truyền tới tay bác sĩ chuyên khoa để có những cái tư vấn kịp thời cho bệnh nhân. Bên cạnh telemedicine thì ở ngành nhãn khoa cũng bắt đầu ứng dụng về trí tuệ nhân tạo vào trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nhãn khoa. Và có một số cái lĩnh vực ở đây gồm có là sàng lọc bệnh võng mạc đái tháo đường và phân loại chuyển tuyến các cái bệnh nhân glaucoma nặng, hoặc là đánh giá chẩn đoán các cái trường hợp mà đục thủy tinh thể người lớn hoặc trẻ em ở các cái mức độ nặng khác nhau. Và tất cả những cái chủ đề này thì đều đã được đưa vào nghiên cứu ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và cho những kết quả rất là khả quan. Và kết luận thì cái bài này nó đã đề cập tới một số cái vấn đề. Thứ nhất là ở giai đoạn tiền nhiễm thì bệnh nhân COVID có thể đến khám ở bệnh viện với các bác sĩ chuyên khoa mắt vì đỏ mắt. Vì thế nên chúng ta cần phải có một cái sự thận trọng khi tiếp xúc với các bệnh nhân mà có biểu hiện của viêm kết mạc trong thời kỳ đại dịch này. Và chúng ta phải thực hiện tất cả các cái biện pháp bảo hộ, đeo khẩu trang, đeo kính chắn chống giọt bắn và lắp đặt những cái màn chắn ở sinh hiển vi để đảm bảo ngăn ngừa lây nhiễm. Các cái giai đoạn sau thì do ảnh hưởng của virus nên là có thể xuất hiện các cái bệnh cảnh của viêm tắc mạch ở mắt, và chúng ta cần có sự phối hợp đa chuyên khoa. Và học online nó sẽ dẫn tới những cái hệ lụy liên quan tới sức khỏe thị giác. Vì thế nên các nhà tạo lập chính sách, rồi nhà trường, các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý về việc là giữ gìn sức khỏe thị giác cho con em mình trong cái giai đoạn mà phải học online, học từ ở nhà ở thời kỳ COVID này.
Và vì COVID nó có thể tước đi cơ hội để chăm sóc quản lý các cái bệnh mạn tính toàn thân cũng như là tại mắt, nên là hệ thống y tế rồi các nhà quản lý, các nhà làm chuyên môn cần phải hết sức là lưu tâm về cái việc là phải xây dựng chuyển đổi cái mô hình để làm sao các bệnh nhân mà bị bệnh mắt mạn tính vẫn được duy trì theo dõi trong suốt cái giai đoạn COVID, và từ đó thì phải có cái sự chuyển đổi mô hình chăm sóc. Và trình bày đến đây xin kết thúc ạ. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thanh Tùng. Xin mời các thầy cô, các quý đồng nghiệp và các điểm cầu có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ Tùng về những vấn đề về mắt và COVID-19. Và như vậy là chúng ta thấy là có cái ảnh hưởng cả trực tiếp và gián tiếp của bệnh dịch COVID đến các bệnh lý về mắt, đúng không ạ? Đấy. Đối với những cái gián tiếp như là chúng ta phải online nhiều quá, này trẻ con phải học online và không đến được trường, đúng không? Và có thể là ngồi suốt ở trong nhà với cái điều kiện ánh sáng nó cũng không đảm bảo nữa cơ. Đó. Thì có thể ảnh hưởng đến các bệnh lý về mắt, thì những cái đó đã có những cái khuyến cáo để giảm thiểu những cái tác động lên bệnh lý về mắt. Thế bác sĩ Tùng có thể cho biết là đối với những cái tác động trực tiếp của bệnh COVID-19 lên mắt thì nó có khác gì so với những cái virus khác không không? Và nếu mà trong cái điều trị ấy, đó, thì nó cũng có đặc điểm gì khác so với những bệnh lý về mắt là do virus khác gây nên không? Dạ, báo cáo thầy là trong sinh lý bệnh thì về cơ bản thì chúng ta chưa hiểu biết hết về cái con virus này. Thế nên là để mà về cái biểu hiện thì cơ bản là nó cũng giống như các cái con virus khác. Tuy nhiên là cái hiểu biết về sinh lý bệnh thì chúng ta chưa nắm được hết, nên dẫn tới là cái điều trị thì chúng ta chưa thể có những cái thuốc điều trị đặc hiệu cho các cái trường hợp tổn thương mắt mà liên quan đến COVID, giống như là những cái con virus mà chúng ta đã từng hiểu biết về nó trước đây. Ví dụ herpes thì chúng ta có acyclovir, hay là CMV chúng ta có ganciclovir, nhưng riêng với cái con này thì tạm thời là chúng ta chỉ có thể điều trị triệu chứng, chúng ta hỗ trợ cho bệnh nhân, còn để điều trị đặc hiệu thì có lẽ cần thêm thời gian.